nhớ lần đầu tiên mà bạn này bạn nấu cho ăn á, phần ăn dành cho một người mà bạn nấu một tô cơm đầy, hai cái lạp xưởng lớn, hai cái ức gà, một tô canh và bắt em ăn cho hết. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Út Thuận và xin chào các bạn xem đài. Con tên là Hoàng Anh Đức, năm nay là 33 tuổi, hiện đang làm bố hai con với lại họa sĩ tại nhà. Họa sĩ chân dung hay là phong cảnh? Dạ, con vẽ mấy cái hình truyện tranh để post lên mấy cái fanpage. Thôi bây giờ mình xưng bằng em với chị thôi nha. Dạ. Chị cũng trẻ lắm nha. Dạ. Bây giờ tới con, quên tới em đó. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em tên là Tô Linh Nghi. Năm nay em 26 tuổi, em là mẹ bỉm sữa hai con. Và hiện tại em đang ở quận 8 và em đang kinh doanh bánh. Các loại bánh đó. Họ Tô hả? Dạ. Anh là Tô Hòa Thuận nè. Dạ. Chào cô em gái cùng họ. Rồi bây giờ nè, Đức. Dạ. Bây giờ kể cho anh nghe coi bây giờ cái câu chuyện tình yêu của hai em. Lần đầu tiên em gặp cô ấy ở đâu và em có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ, ngày xưa thì em biết vợ em qua Facebook thấy cũng xinh, hot girl, nhiều người thích. Rồi cũng hay đàn ca múa hát mà mình thấy cô này rất là kiểu chất. Do đó mà mình cũng để ý, nhưng mà giờ em chảnh lắm, không em nhắn tin mà cũng không bao giờ trả lời lại. Đến một ngày đẹp trời thì trả lời. Sau đó thì bạn có muốn đi xem kịch. Do đó mà em cũng cố gắng tìm được vé, mà vé lúc đó hình như là khó kiếm lắm. Kịch ở đâu? Ở Edicap. Nhưng mà thời điểm đó là sân khấu nào cũng khó. Đúng tìm rồi. Vé hết trơn. Cuối cùng thì em cũng tìm được. Em hỏi là tối đó thì đi được không. Bạn này không biết sao mà lại thôi từ chối. Sau đó là rủ đi xem phim nhỏ rẻ. Còn đi xem phim nhỏ rẻ. Tại vì thực ra thì sau này bạn nếu mà kể là tại vì muốn thử em thôi, coi em mới đi kiếm không, có thành ý không đó. Dạ. Sau đó thì mới hẹn đi xem phim. Ấn tượng đầu tiên khi mà em lỡ chạm vào vai của vợ em, thấy vai bự quá. Huynh đệ của mình thấy đó. Vì cái chuyện này mà con đánh ảnh hoài. Mỗi lần nói vai to là thế nào cũng bị quýnh. Nhưng mà em thì sao, em thấy anh ở ngoài đời thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ, lúc đầu á là ở trên Facebook thì con thấy kiểu bad boy lắm. Kiểu trai hư á, lúc nào đăng hình cũng là gái bu nùm nộp. Nên con ghét, con không thèm trả lời. Xong sau đó nên con phải chảnh với ảnh. Xong sau đó gặp ở ngoài thấy cũng đẹp trai, với lại ảnh rất là hài. Lần đầu tiên gặp con cái chỗ rạp phim á, có cái tấm kính và tự nhiên bay xà cho nó nằm trên nó như con thằng lằn á. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu chính thức quen nhau? Kể từ sau cái lần mà gặp mặt ở ngoài đời á. Thực ra ở cái lần xem phim á, mà đến giờ vẫn còn tranh cãi, đó là sau khi mà xem phim xong á thì em có quay qua em nhìn vợ em cái, mà sau đó vợ em hôn em cái chốc. Sao liền luôn? Dạ. Xem bảo gì? Dạ. Sắc của em liền luôn hả? Mà đến giờ vẫn còn tranh cãi là anh hôn em trước hay em hôn anh trước. Anh nói đến nỗi mà ngay cái tên bộ phim mà cũng chả nhớ luôn. Tại vì con thấy ảnh cứ đưa cái mặt sát vô hoài, con tưởng ảnh muốn hôn con hôn cái cho im luôn. Từ lúc đó em chơi giới không? Dạ cũng bất ngờ, tại vì em cũng không nghĩ là tự nhiên lần đầu tiên đi chơi mà lại hôn như vậy. Em đơ luôn, sau đó thì chỉ là một nụ hôn đó, sau đó hai đứa đi về nhà. Rồi sau đó về có nhắn tin trao đổi dạ, gì không? Dạ cũng có nhắn tin trao đổi, sau đó gặp đi chơi, hẹn hò, rồi nấu cho ăn. Em nhớ lần đầu tiên mà bạn này bạn nấu cho ăn á, phần ăn dành cho một người mà bạn nấu một tô cơm đầy, hai cây lạp xưởng lớn, hai cái ức gà, một tô canh và bắt em ăn cho hết. Trời ơi, em nấu cho lực sĩ hay sao vậy em? Tại lúc đó em thấy là ảnh lớn con, ảnh bự lắm, cao nữa, nên là nghĩ cho ảnh ăn nhiều, nên là em nấu nhiều cho ảnh. Mà em không có ăn chung hả? Không, lúc đó em rất là dữ dáng, sợ mập lắm, không ăn. Nhưng mà lúc đó là đã chính thức là quen nhau chưa? Dạ chưa, anh này là tới tận 2 tuần sau. Tại vì lúc đó em nói là bây giờ mà nếu mà không nói gì với em thì em không có chịu. Thì sau đó mới tỏ tình với em ở bên bờ sông. Tỏ tình sao? Đâu kể coi. Dạ, nói là làm bạn gái anh nha thôi. Mà có nói những cái câu lãng mạn không hay là vô sức cái liền? Dạ, ảnh không có xến xúa được. Dạ, tại vì em là kiểu hay vẽ, do đó mà trong đầu em toàn hình nhưng mà chứ nó không có chữ. Do đó mỗi lần em tưởng tượng ra gì em toàn tưởng tượng ra hình, em không có chữ. Em không được. Em có vẽ tặng cổ một cái tấm hình nào? Dạ nhiều lắm. À, đúng rồi. Lần đầu tiên ảnh gặp em là ảnh có vẽ cho em một cái cạc và mấy cái chibi á, ảnh dán lên nó, ảnh khéo tay lắm, nên là lúc đó cũng ấn tượng vì cái tấm đó. Lúc mà em trả lời trên Facebook á là do ảnh đã lấy cái hình của em ảnh vẽ lên trên đó, em mới ấn tượng, em mới trả lời, chứ lúc đầu là không thèm quan tâm tới luôn. Rồi cái tình cảm của các em á nó có trơn tru không? Nó có êm đềm không? Quen nhau anh này con gái xung quanh nhiều lắm, cho nên lúc mà quen á là mặc dù ảnh nói là em con nít nhưng mà thực ra là ghen là có lý do hết. Bởi vì lúc quen nhau là không công khai đâu, nên con cứ giận hoài. Nó có công khai với mẹ không?
với dạ, mẹ của sau này thì con mới dắt về gia cho gia đình sau. Dạ. Nhưng mà mẹ có thích con này không? Khi mà dắt về gia đình thì ban đầu tại vì gia đình hai đứa mới đến với nhau nhanh quá, do đó mà gia đình còn hơi lo, không biết là hai đứa sẽ sống với nhau như thế nào, rồi công việc như thế nào. Ba mẹ của em thì muốn hai đứa cho thêm thời gian để củng cố về kinh tế rồi các kiểu. Nhưng mà lúc đó thì em muốn cưới bạn này lắm rồi, cũng bày ra mưu, đôi khi phải dụ ba mẹ lên trên, sau đó con xuống kiếm hộ sổ khẩu để đăng ký kết hôn luôn mà kiếm không ra. Cái không thất bại vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà em biết là mẹ của Đức là không muốn cả hai đứa lấy nhau sớm vậy, thì em có bị cảm thấy bị hụt hẫng không? Dạ, lúc đầu là rất là buồn, với lại mẹ có nói là lý do là bởi vì gia đình không có môn đăng hộ đối. Nên là lúc đó rất là buồn. Nhưng mà sau đó em nghĩ là nếu mà em là mẹ chồng á thì em cũng nghĩ giống mẹ. Nên là sau đó không có giận nữa. Nhưng mà vẫn buồn, đến bây giờ vẫn thấy buồn. Môn đăng hộ đối là về phía nào? Về dạ, phía mình phía nhà em. Nhà mình không môn đăng với nhà dạ, Đức đúng không? Dạ, lúc đó là muốn chia tay, về là cứ cãi nhau với anh này chia tay. Nhưng mà ảnh mỗi lần đòi chia tay là anh giờ anh đi chết cho em coi, xong rồi đòi đồ sống đòi chết đúng dạ, không? Đúng rồi. Mà nhảy cầu đúng không? Dạ, đúng. Mà có thực hiện không? Dạ có, lấy cái dao gạch tay làm sợ quá cho sợ luôn. Ôi, thiệt luôn hả Đức? Dạ em lỡ tay, sau đó rồi xong rồi lỡ tay. Rồi bao lâu thì mẹ mới chấp nhận cho hai đứa lấy nhau? Sau này thì tụi em chứng minh cho bà mẹ thấy tình cảm của mình, rồi hai đứa đến với nhau là đúng. Bản tính của em là em thay đổi nhiều lắm á. Trước đây thì em cũng không nghĩ là em sẽ lấy vợ sớm như vậy đâu. Em còn muốn đi chơi, nhưng mà bây giờ thì em thích ở nhà để chăm sóc con cái. Những cái tật xấu của mình á, mình bỏ nhiều. Rồi bây giờ là ba mẹ thông hết chưa? Hai bên? Dạ, bây giờ thì ba mẹ cũng cảm thấy đỡ hơn trước rồi. Dạ. Đỡ hơn trước á hả? Có nghĩa là chưa chấp nhận là sao? Dạ chấp nhận rồi, tại vì vô thăm rất là thăm nhiều, thăm thường xuyên á. Ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em ở Phan Thiết. Rồi hai đứa là đã có cái đám cưới chưa? Dạ chưa. Tụi em quen nhau á, rồi cũng định đi đến kết hôn thì cũng có đi coi thầy, cái kiểu là năm đó thì có vẻ không hợp lắm, chứ là sau này tụi em thống nhất với nhau là khi mà con lớn tụi nó chập chững biết đi thì tụi em sẽ cố gắng làm một cái đám cưới nó dễ thương. Để cho hai đứa nắm váy của mẹ cũng dễ thương lắm. Nhưng mà hai đứa giờ chập chững biết đi chưa? Một đứa biết đi, chập chững biết đi, đang tập nói, một đứa thì đang bỏ. Trai gái cơ? Dạ con bé lớn là con gái, còn bé sau là trai. 10 điểm rồi. Trời, như vậy năm sau đám cưới nhớ mời tôi với Hồng Vân nha. Dạ. Mong là lên cái chương trình này xong á thì ba mẹ của Đức á, cũng như là của Nghi coi được cái chương trình này á, thì chắc là hai bên gia đình sẽ thấy là đây là một cặp đôi rất là hạnh phúc, và các em đã coi như mỗi bạn đều có một cái sự nghiệp, một công việc riêng rất là ổn định, chắc là ông bà sẽ cảm thấy yên tâm và rất là hạnh phúc. Bây giờ nè, nói chung là em bỏ được rất là nhiều tật xấu rồi đúng không? Vậy thì không biết Nghi, trước đây hồi lúc còn trẻ em có những cái gì mà sau khi em gặp Đức và em trở thành mẹ thì em đã từ bỏ những cái điều gì mà trước đây mà em cảm thấy rằng là không nên? Em thì thấy là trước đây em thường xuyên không có thích một cái gì lâu á, kể cả việc thích ở kế một cái người lâu á. Thì bây giờ thì em từ lúc em gặp chồng em thì em mới thích ở kế ảnh. Với lại công việc thì em cố gắng nhiều hơn, phát triển tập trung một cái. Trước đây thì em là hot girl. Dạ đúng rồi. Chụp hình coi như là. Dạ đúng rồi, em chụp hình rất là sexy cho nên ảnh thích. Anh thích ai? Dạ. Đàn ông biết yêu bằng mắt mà đúng không? Nhưng mà giờ em mà đăng hình sexy là không thích không? Dạ từ lúc mà em quen ảnh là em bắt đầu em khóa cái đó lại luôn, không xài cái Facebook đó nữa. Tại vì ảnh cũng ghen dữ lắm, ảnh cứ ai mà comment cái là em nói chuyện với thằng đó kìa, em đi chơi với thằng đó thì đừng có nhắn tin cho anh. Vậy đó hả? Đó. Rồi chia tay rồi từng hôm hết đó. Đó cũng là tật xấu đó nghe. Thôi sẵn đây khui luôn đi em. Đó. Anh Đức anh có tật xấu gì nhiều không nè? Dạ thật ra từ lúc cưới nhau tới giờ em không có thấy ảnh có tật xấu gì mà đáng để phải thay đổi. Chỉ có một cái điều là ảnh thường cái giọng nói của ảnh á, mỗi lần mà ảnh nói chuyện với em lâu lâu tự nhiên cái lên giọng cái làm cho em cứ tưởng là muốn cãi lộn với em không mà. Xong rồi cái em say qua dây anh muốn hiếp em hả, là cái anh im vậy. Nhưng mà thật ra cái đó là do dạ, cái dạ, mình không kiểm soát được cái âm lượng của mình đúng không? Thực ra thì em thấy hai tụi em nó có vấn đề về giọng nói với em. Đôi khi vợ em trả lời bình thường mà em cũng nghĩ là đang quạo mình. Vậy đó hả? Đôi khi em nói bình thường mà vợ em lại nói sao quét em. Nhưng mà em có quạo lại không? Dạ đôi khi thì quạo lại, đôi khi thì không. Tại vì tính đến chị này, một
tính xấu đó là rất là nổi nóng. Một khi nóng hay như là nổ tung rồi đó. Do đó mà như bà này mạng hỏa mà em mọc cho đó đốt cái em đốt cháy luôn. Đôi khi cãi nhau vì rồi đòi ly dị luôn đó. Được cái là không có cãi nhau lâu, cãi nhau sau đó là làm huề trong ngày. Nhưng mà bây giờ là cãi như vậy là ở nhà có con có cái nó nghe rồi sao? Dạ, do đó mà tụi em cũng cố gắng là mình bớt cãi là cãi nhau lại để là không ảnh hưởng đến con cái. Có khi nào con bé lớn đó, nó nghe thấy hai cha mẹ lớn tiếng là nó cũng lớn tiếng theo. Nó bắt chước không? Dạ, nó bắt chước. Có. Con lớn con chống nạnh vậy nè, cái nó cũng bắt chước, nó chửi ba nó theo. Mặc dù là nó không biết nói hết nhưng mà nó vừa nói nó vừa cười, nó cứ tưởng là ba mẹ giỡn với nhau. Vậy là anh tưởng tượng được cái lúc em giận lên em như thế nào rồi nó nghi. Nó bắt chước nghi phải không? Nó bắt chước nghi nó. Dạ đúng rồi, nó rất là bên mẹ, hai đứa nào cũng bên mẹ đó. Tập xấu ở đây nhiều lắm. Để đi em. Nào là sợ tất cả các con nhưng chỉ có mỗi chồng là không sợ. Chồng là quát đánh nè. Vợ em còn nói dạo này em yếu anh, em cảm thấy người yếu anh. Em anh nghĩ em nên đi tập Muay Thái không? Anh thấy Muay Thái thôi, đừng tập Muay Thái, bây giờ là cả xóm sợ em tập Muay Thái là cả phường nó sợ luôn đó. Rồi sợ ma nhưng lại rất hay nghe chuyện ma. Mà ngộ một cái là em làm bánh thì em phải nghe chuyện ma em mới làm được. Trời ơi, sao em có cái sợ càng rùng rợn á thì em lại càng suy nghĩ ra bánh được. Vô kinh Hồng Vân Entertainment nghe chưa? Dạ. Nhiều chuyện ma lắm đó. À, đôi khi hồi đó em tắm hay mở cửa quay phim em, sau đó lấy clip đó để tống tiền em, sau đó bắt em phải mặc váy vô để quay đi phim lại, sau đó dùng cái clip mặc váy để tống tiền em tiếp. Trời ơi. Trời ơi, mất váy nhảy luôn. Một cái là chồng em mệt đó nghe. Hả? Rồi sao? Còn gì nữa không? Nhiều đó rồi, tại vì nhiều đủ rồi ha. Dạ. Mong muốn Nghi thay đổi gì Đức á? Thực ra thì em điều thứ nhất là em mong muốn là Nghi giữ sức khỏe, tại vì mỗi khi mà Nghi làm việc thì lại không có tập trung cho sức khỏe mình. Thứ hai nữa là dành nhiều thời gian cho em và con xíu. Đôi khi em chỉ cần bữa cơm hay buổi tối dành chút thời gian cho chồng và con, tại vì bạn này rất là ham việc. Chỉ như đó thôi, chứ lại bớt nóng tính lại xíu. Em thì chỉ mong chồng em khỏe, với lại bây giờ em muốn ảnh người ý cho cái cảm xúc của ảnh nhiều một chút. Tại vì từ lúc mà ảnh gặp em á thì ảnh để cái cảm xúc của ảnh lên em nhiều quá. Nên em buồn vui sao là ảnh hưởng ảnh hết. Như vậy thì ảnh không có làm việc của ảnh được. Và anh hy vọng rằng là khi mà bạn nhỏ bắt đầu là biết đi chập chững rồi đó, thì hai em sẽ bắt đầu hoàn thành cái đám cưới của hai em nha. Rồi xin cảm ơn hai đứa nha. Mẹ có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ, hôm nay em 21 tuổi à. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Còn cô dâu? Dạ, em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi. Sao mà lấy sớm thế hả trời? Giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ, dạ con chào cô Hồng Vân. Bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Dạ, chị Hồng Vân. Còn trên đây là không có cô với chú. Dạ, toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ, nói đi. Dạ, không hả? Chào chị Hồng Vân và chú Phúc Thuận, khán giả. Dạ, em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi, tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rồ đi học, bị ép đi học, vô lớp nằm cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau. Hai đứa cũng có quen bồ là 1.5 năm. Đó, thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu có thân với mày đâu, tỉ mày lên rồi thăm tao. Tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Trời, em nghĩ là chắc mua sữa, một hai trái chuối vậy thôi, mà không ngờ mua một nải chuối xanh. Trời xong để lên giường bệnh của em, tưởng đâu chù em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp.
Cái em để ý lúc đó, mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ, vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á, thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày, chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chữ tờ buổi chào bá ở ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó uống mày bị gì vậy, thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần, xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. Đó, tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Đó, nó, hay là sao? Biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm không? Anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô thanh trần này, mỗi lần vậy thì là giặt ra cho coi sao? Dạ không, em thì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người vậy. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào đó, đúng không? Rồi xong đúng rồi không? Tới ngày quen là xăm ngày quen nhau, rồi cung của hai đứa là gì xăm lên. Đó xong rồi họ tên của em là Bụi Chà Bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ, vậy đó hả, dễ thương quá. Xong rồi một thời gian sau khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Sai rồi. Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Em dễ sai, dễ biểu hả? Ngoan quá sức luôn vậy. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em. Nói là thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi, em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời. Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. Tức là mẹ thương. Dạ, mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó rồi mới đề nghị thôi, mẹ để ta nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì không? Gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong rồi gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em nói sao đó, nói sao đó, cuối cùng dính bầu. Đó, mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi, xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ, xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng là mẹ chưa. Mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ, vậy đúng. Thì cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tí tụi tí vậy đó, có khi nào, nào bị mẹ phát hiện không? Dạ có. Một buổi sáng đấy tự nhiên đòi phai nhau, xong rồi hả quên khóa cửa phòng. Quên khóa cửa phòng, cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không? Xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy. Trời ơi. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang á, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á. Mẹ lên nha con. Xong rồi đi được ba bước, mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha. Mẹ đang đứng trước cửa phòng nha. Mẹ vô á, xong mở cửa ra, hai đứa ăn chuối vô. Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới, đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôn mà sau khi cưới, đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó rất là mắc cười là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó, xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn, xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó, xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là ghê quá, cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi, xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau ơi sợ ma quá, thôi về đi, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng, con về đây ngủ, con không có chồng đâu. Tụi em
là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở xã em có tật xấu gì? Dạ, nhiều dịch lắm đó, đại hội dịch nhiều ơi là nhiều, nhiều không nhiều. Hết luôn. Đầu tiên là tính là quá là nhây, giống như là nhây những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha vậy đó, xong rồi cái em mới kêu hôm nay khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhây hoài, tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó, xong rồi đánh hoài à, ngày nào có chuyện nó đánh hết trơn, xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn, trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em, nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm nó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em, xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong mà dám quýnh em tao, trời ơi. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Cả hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Ôi tội nghiệp nhỏ quá, hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không? Cái tật nhây quá đúng không? Còn cái thứ hai đó là ở dơ. Ở quá trời dơ, sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà hả về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa, là mỗi lần giống như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em phải nói là phải quên. Thời gian mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là hả lên trên mạng thôi, bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm nhật về làm gì á, thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong ba dấu hiệu nhận biết đầu tiên là hả em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết, hỏi ra không ai biết. Trời ơi, hỏi tên tắm cá chép đi ai cũng biết hết, hỏi ra không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ em đi ngoài đường không, còn ai mà giống như là hả đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang mày sao vậy, dí theo mày muốn sao, dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chọn cái gì á, nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng nó đụng tới em mà mày giết nó. Xong rồi hả, rồi thêm một cái nữa, người ta đi ra ngoài đường ví dụ như là người ta nói tới ảnh im xong về mới nói tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng mà mệt cũng đó đâu dám đụng nó, người ta nói im re à. Lúc mà người ta nói im re tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt, anh mà lên tiếng mà nó mệt với anh là sao, lúc nó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ, thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hỏi chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là giờ mày chết với chồng tao rồi. Còn đi với chồng em mà lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa bây giờ hơn nó sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá à. Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Dạ. Đó, rồi có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thường hay thể hiện chứ. Dạ có lén hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó, dụ cho em ngủ trước. Thường là anh bấm điện thoại anh chứa buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước. Lén xuống nhà hút thuốc, xong rồi đi lên trên phòng, xui quá, lén em mà xui quá đụng trúng cái bàn nghe cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng em hí lại, xong rồi cái chồng em lại nhìn em, nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi em tái một cái bóp mặt, em giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ bỏ. Ủa em nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết tâm tính gì không? Dạ giờ em thay đổi nhiều lắm mà, chỉ là cần làm một cái gì đó sai nho nhỏ thôi là nghe chửi nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng bay lại ôm hung đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận. Còn vợ em, duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập. Cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà, mày xin lỗi mày biến ở đâu. Trời ơi đập kinh khủng luôn. Cứ ôm vô là đập, cứ ôm rồi đập. Cái lý do sâu xa là gì? Thí dụ ôm là im lặng đi, không nói vợ bỏ qua cho anh đi. Phà cái hơi rồi đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó, thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá đúng không? Yeah. Thường người ta là vợ mang bầu, chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giới tay nó đặt vô bụng không à, xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá. Làm sao không bao giờ nói chuyện với con, hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ hello con xong hết. Không nói gì nữa đó, cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tự nhiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy.
sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. xong rồi cái hả, mấy kiểu lúc đó cũng chán nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ, tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á, rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ. Em thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Dạ, mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn nhịn đói, nhịn khát không? Dạ có chứ, vợ em là dữ ghê lắm, năm trời. Là bắt nhỏ nhịn đói nhịn khác luôn hả? Nhịn tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá, cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó, em trời em cho thiệt hả? Nghĩ sao cho vậy cha? Thấy thương quá, thân phận làm chồng của em thật rồi, đáng thương. Mà vui không? Lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh là vui đúng không? Đánh vẫn vui. Đánh cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ, một tháng. Một tháng. Mới có tháng thôi. Chà, thì là vẫn còn bắt nhịn đó. Dạ, vẫn còn bắt nhịn dạ, đó vẫn, dạ. Tới giờ phút này luôn tại đó vì em sinh mổ mà. Ồ oh, dạ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời, tuổi này còn nhỏ mà. Dạ. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á, dạ, là bình thường. Oh, bình con, thường mà còn một tháng như là cho hai đến tháng, tháng nữa. Thứ bảy, tháng thứ còn tám, hai tháng nữa. Gán đi Khánh, anh nghĩ em không sẽ làm được. Yeah. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc cái đó là mình phải ấy để mình kiên cử cho cái người phụ nữ. Yeah. Nhưng mà trong thời gian mà em mang bầu á, em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á khi mà hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ á, là em bé rất là tốt luôn. Thiệt, rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn nó tội. Em nói thật lòng đi, trong cái thời gian qua là em bị vợ bạo hành như vậy đó, thì thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không, hay là em rất là hạnh phúc? Dạ em thấy vui. À, thấy vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, thấy nhạt quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vợ em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó. Housefan này có thật xấu không? Dạ vợ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. Thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa dạ, tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa, bên ngoại, bà ngoại nữa. Thì nó có cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo giùm cho con mình á. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Học đến nơi đến chốn. Rồi là phải có cái sự nghiệp. Người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc. Mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Rồi chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn. Chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Rung con à. Không có việc con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả Một Đời Ân Oán nữa, tức là lúc đấy em song song quay hai phim cùng lúc. Cả Một Đời Ân Oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực khác, 2 năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Và hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng. Đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được. Không sao cả, nghe, gọi sao chú cũng nhận hết á. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ.
Bé này là 33 tuổi. Cha lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp nè. Đã chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi mụn là 33. Tức là 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít một con giáp. Có thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng. Mới được có cái bằng cầm trong tay mà chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng ở luôn. Lấy lợi luôn. Đâu sao, sao bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là cũng book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, bạn rất là cao, và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc đúng không? Không, make up cho Tuấn á. Đúng rồi. Make up mặt nó rất đẹp. Make up đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy đó. Thì á là con đầu tiên là con tức là cảm con thấy vừa là thấy là con thấy sung sướng không? Đẹp này. Chưa nữa rồi đẹp. Là ánh mắt của bạn ánh mắt lúc mà make up vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm, nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy, mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mà đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đẹp. Lúc đó là còn xuyến sắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ rồi. Còn quần thì sao con? Khi mà con biết, lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết đó, anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không mình? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này đó. Có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các bài diễn của anh lắm, nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì là chả xem phim nào của con đóng mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thảm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Con nhưng mà chỉ phim một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một đoạn ngoài án đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ui em hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần là tượng fan, lắm. Fan đúng rồi, fan ơi, phim nào của anh em cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của một bộ phim này. Đó là cái cách của bé thôi, cái công việc của bé nó vào nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao, lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy ạ, có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thích thôi ạ. Hơi thích thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích thích rồi đó. Nghĩa là cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là đó, chủ động liên lạc liền. Rủ đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào?
thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là xong đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con thế, nó cũng mới thích đi một chút đấy. Cô ấy, có người ta mới 21 tuổi mà. Rồi, lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20. Vừa bước đúng không? Vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Vâng. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu đúng không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà đến với cả bạn ấy thì là Quyên đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay sao? Đấy là con quay xong rồi. À, đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11. 12. Cuối tháng 11, gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không mất luôn ấy. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì đi, tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện. Khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn vâng nhau? Lúc đó em đón đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu nữa. Tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn rất là trong sáng. Tức là nghiêm túc và trong sáng. Rất nghiêm túc, kín cổng cao tường. Tháng 11, gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết. Mình thổi nữa. Lấy. Rồi sao? Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là có, tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi ngày đấy. Đầu tiên đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc đấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi, hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Và trong không, sáng rất thôi là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn này, ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong. Tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này. Sao lại mẩy nhở? Mẩy. Mẩy. Tiếng Bắc á, mẩy nó giận á. Mẩy. Nhìn nó rất là giận. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ. Sau đó thì cũng rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi, ông Kim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi tiếp, đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Dạ, đêm đó cho Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ Nhung ảnh đúng không? Không. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến không, mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Mà tại sao không? Sao con không quay về phòng trọ? Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi à. Thôi ta về nhà ta thôi. Là vừa là mệt và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà con cảm giác như là
sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Và mẹ con bị u nang màng não. Tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác, không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở. Và bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa Quỳnh mẹ, con mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau một năm ạ. Một năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố ạ. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái ạ. Cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ. Mà nhận nhau đúng không? Dạ. Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi to lắm cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn. Thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi ạ. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được 1 năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn? Cũng có, tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là chiều hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy là nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi, tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi à, thực thế ra này thế nọ thế kia thì lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài ạ. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không. Tức là ô thế chú không hiểu à? Ôi rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, thả rồi và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Nhưng... thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, là nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ nè, không thì... thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè, bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi đúng không? Vâng. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ đúng không rồi. Thể nào mà nó đồng ý liền thì đúng. Nên rồi là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quỳnh. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu.
Lúc đấy là em thực sự là em bảo lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á, và anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả, nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi và anh mong là em bỏ qua cho anh, bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân, thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiệt chân thành quá, sau đó đóng cửa luôn. Khổ thân thần tính, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi, nhưng mà cái tay nó to quá nên là nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim. Không, hay thả tim lắm cô ạ. À, bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chặn luôn rồi, chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi. Cho khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, vâng. Đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó rất là nhẹ, đốt rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến cái lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Mấy tháng rồi con? Dạ bây giờ em lúc thử hai vạch á. À lúc đấy là mới á. Mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà, đúng không? Dạ vâng ạ. Vui. Hay là cưới liền? Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ, từ khi mà em cưới vợ này, đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà luôn. Tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định mình gác. Con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên, không làm phim mà chỉ ở nhà chăm vợ con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó, thì thực sự đấy, lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn, vì con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Là con cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không hay là con làm KOL luôn, là coi như là quảng cáo sản phẩm rồi cái thứ đấy á. Đi chị gì đấy không? Tự nhiên đụng cái một ông diễn viên, coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Dạ, hay quá. Và sao lại rồi vậy lại hay cái rồi có cái mày. Vậy em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Tả giấy em bé con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi ạ. Đấy. Dạ. 3 tháng nữa rồi nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nhá. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sau năm ạ. Vì con đi cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất không thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có đứa nữa thì sao?
thì tiếp tục nghỉ nữa à? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều, nhìn nó ngứa mắt, thôi vợ lui ra để anh làm. Ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người ru, riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được, giúp việc, cô giúp việc cũng mới cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Hai đứa là cũng vậy đó, cũng một tay. Nhưng mà là anh là vừa làm, vừa đi làm vừa ở nhà chăm đấy. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, nó ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ, đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều, tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay, phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đó, hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi. Rồi bây giờ tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu thì cũng tới bến. Là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong á thì là có lèm bèm hay là có êm hay là ngủ? Không lèm bèm mà về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những cái hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây, xong rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc đấy con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè đi hay là đi ăn với... sinh nhật ạ? Là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà cũng khó ai mà ru được ngủ. Nào về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Còn không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là đấy anh hả? Tặng. Vâng. Ôi trời, cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi ạ. Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất xong bây giờ bất luôn. Không ạ, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác ạ. Rồi còn tập gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn nữa. Hay ngủ muộn, chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Nhưng mà được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn á. Thế là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì
Có con thì lại buổi đêm thì ru con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có du được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ một vành cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi. Em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi gọn gàng. Bừa bộn đi ha. Vâng, ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra là từ lúc... Vâng, chồng con cũng hạn chế. Chắc bây giờ phải lãng mạn hơn một chút là con tự cảm. Đúng rồi. Rồi, lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi, bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen á, ghen rất ghen và cũng ngủ nhiều thì thôi thì cái vụ ghen đó là rồi. Sao khoan từ từ đi dạ. Vụ ghen đó có cái lần nào mà ghen dữ dội không sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội ghen nhưng mà thực ra cũng là vì mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Con thì không đến mức như thế. Vợ con thì chỉ đôi khi là tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Nhưng mà đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi. Bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện cũ đi. À. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cay cú điều gì phải hay nhắc lại cái lỗi sai đúng của à. Anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn tả tim mà con, nó vẫn không tả tim. Nghĩa là bỏ luôn rồi, con cái đấy con bỏ luôn rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không nhá. Con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế. Và em cũng kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua, kiểu anh đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, cho bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Tức là như vậy là hai vợ chồng em là rồi. Hai vợ chồng em mà không có gần như là không có cái thật ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu cũ là đó, bỏ qua đi. Thế nhá, cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá, nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là họ không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói chắc nó có người yêu ở ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế, con vừa xinh này vừa trẻ này vừa giỏi này nổi tiếng nữa.